Xin cảm ơn ban giám hiệu, chị hiệu trưởng Trần Thị My Diệu cũng như là hai hiệu phó anh Võ Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Án đến tham dự cái buổi lễ giới thiệu chương trình, cũng như tất cả các giảng viên và tân sinh viên và sinh viên của Văn Lang ngày hôm nay. Tôi rất là cảm kích cái sự gọi là ủng hộ của tất cả quý vị cho cái buổi giới thiệu chương trình ngày hôm nay. Thì chương trình giáo dục đặc biệt chắc là các quý vị cũng rất là tò mò, đặc biệt cái gì? Cái gì trong đó nhỉ? Nó khác với cái chương trình đào tạo chính quy của mình, tiêu chuẩn của mình ở chỗ nào? Xin quý vị theo dõi. Chắc là quý vị nghe cái thông tin từ đầu năm 2009, ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố, đã đưa lên một đưa một cái thông tin trên báo Người Lao Động, nghe hơi giật gân một tí xíu. 60% sinh viên chọn sai ngành học, và đặc biệt 75% sinh viên thiếu hiểu biết về ngành nghề mình đã chọn. Và chính cái điều này đưa đến 50% sinh viên khi ra trường không có công việc làm. Đây là một cái nhức nhối xã hội. Và cứ mỗi mùa hè, gần cuối hè, thì là 4-5 năm nay báo chí truyền thông đều nêu lên là bao nhiêu trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm. Rồi có những cái tin giật gân là thủ khoa mà cũng không có việc làm. Đúng là nhức nhối của xã hội, đúng không các vị? Vậy thì mình giải quyết cái nhức nhối này như thế nào? Thì trước khi giải quyết cái vấn đề của xã hội, mình phải hiểu cái nguyên do của nó cái đã. Tại sao như vậy? Thì nhiều nhà phân tích đã đưa lên 4 cái lý do chính mà sinh viên thất nghiệp khi ra trường. Cái thứ nhất là tôi đã nói rồi, thiếu định hướng nghề nghiệp trước khi đi học. Cái thứ hai, học thụ động. Cái thứ ba, anh văn hạn chế. Và cái thứ tư, không chú trọng đến trang bị những cái kỹ năng, thái độ, những kỹ năng mềm. Do đó đưa đến thân phận. Và đây là giải pháp của trường Đại học Văn Lang. Đó là chúng tôi xây dựng một cái chương trình đào tạo đặc biệt để mà đáp ứng được những cái vấn đề nhức nhối của xã hội. Và cái chương trình này nó mới chỗ nào? Tạo cho sinh viên cơ hội khám phá bản thân. Sinh viên không cần phải quyết định chọn ngành nghề gì cho đến cuối năm một. Sinh viên có thể trải nghiệm một vài lớp giới thiệu ngành trong ít nhất là 2 ngành, để rồi cuối năm đó mình quyết định. Mình khám phá ra cái đam mê, cái khả năng của mình trong một năm. Ở trung học, nhiều khi học sinh không có cái cơ hội làm chuyện đó. Giữa năm thứ hai mà sinh viên cảm thấy rằng cái nghề mình đã chọn nhưng mà không phù hợp với khả năng của mình, cũng vẫn có thể chuyển qua ngành khác trong chương trình, mà chỉ mất một hoặc hai môn học của ngành mới mà thôi. Đấy, một giải pháp cho cái chuyện chọn ngành không đúng. Cái thứ hai, cái chương trình tạo cho sinh viên có cái khả năng cá nhân hóa, có khả năng tạo cho mình một cái khía cạnh đặc biệt, tạo cho cái cơ hội của mình có tính khác biệt hơn tất cả những sinh viên khác, bằng cách mình học một cái ngành phụ nào đó mà tạo nên cái tính khác biệt cho mình. Tôi sẽ giải thích thêm, mà không phải mất thêm thời gian và chi phí học tập. Đó là cái quan trọng. Và cái điểm thứ ba
đó là sinh viên có khả năng khai phóng cái tiềm năng của mình, kể cả lấy hai bằng đại học cử nhân của hai ngành khác nhau trong vòng 5 năm. Đó là cái hoàn toàn mới của chương trình. Và cái khác, cái mục tiêu của cái chương trình đào tạo đặc biệt đấy là đào tạo công dân toàn cầu. Quý vị biết đấy, công dân Việt Nam có thể đi làm ở tất cả mọi nước trong khu vực Đông Nam Á tự do. Thế mà chứ ra ngoài quận 1 thì thấy rất là nhiều người từ nước ngoài về Việt Nam nhiều hơn là thực sự là người Việt Nam ra nước ngoài làm giám đốc hay làm quản lý. Tại sao vậy? Cái điểm mới thứ hai đó là cái chương trình này có một cái triết lý giáo dục khai phóng, xây dựng một cái nền tảng kiến thức rộng. Tôi sẽ giải thích thêm ở cái phần này. Và cái thứ ba, chúng ta thường hay nghe Đại học Văn Lang có ba giá trị cốt lõi, đó là đạo đức, ý chí, sáng tạo. Và chương trình này đã đưa ba cái giá trị cốt lõi này vào trong đào tạo. Cái mục tiêu của cái chương trình đó là đào tạo công dân toàn cầu có khả năng tư duy, kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề phức tạp, đa dạng và thay đổi mau chóng trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Hồi tối nay tôi ngồi ăn tối với người bạn thì đang nói về cái chuyện những con robot mà anh này đang có mở công ty để mà đem robot về. Và con robot này anh nói là có khả năng là dạy học trong giáo dục. Bạn nghĩ sao mà khi mà bạn thức dậy con robot lên đầu giường bấm cái nút là nó dạy cho bạn tiếng Anh? Hoặc là vô lớp học con robot nó dạy bạn tiếng Anh? Thay đổi toàn diện trong cái môi trường học tập cũng như là công việc. Vậy thì chúng ta cần phải đào tạo một cái thế hệ mới. Nó cần có những cái gì? Đó là một cái nền tảng kiến thức rộng và liên ngành, có thể làm việc với nhiều người ở nhiều ngành khác nhau. Có một cái kiến thức chuyên môn đủ vững để mà tiếp tục học hỏi và đào tạo suốt cái cuộc đời của họ. Có khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, đa dạng mà robot làm không được. Cái gì robot làm được nó sẽ làm hết rồi. Và có khả năng hội nhập và thích nghi, có thể là sống và làm việc ở nước ngoài. Có kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm. Có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cá nhân mình, với gia đình, với xã hội. Có ý chí, có tính kiên tâm để mà theo đuổi được cái mục tiêu cho cá nhân mình trước. Và để theo đuổi được cái mục tiêu của tổ chức. Đào tạo công dân toàn cầu. Ba cái điểm, bốn điểm mà tôi muốn học để mà có khả năng làm việc trong nước, ở công ty đa quốc gia hay ở nước ngoài. Học không chỉ tập trung vào cái chuyện lý thuyết, nói lý thuyết, học đi đôi với hành, giải quyết những cái vấn đề thực tế của xã hội. Học không phải là chỉ có khi mà học xong rồi, không phải là cầm cái tấm bằng đi xin việc làm, mà có một cái tinh thần và một cái ý chí độc lập để mà có cái khả năng tạo công việc làm cho chính bản thân mình và cho người khác nữa. Và học không chỉ biết kiến thức chuyên môn mà phải có những cái đạo đức, có những cái kỹ năng sống, có những cái nhân cách tốt. Cái triết lý giáo dục của cái chương trình này nó dựa trên cái nền tảng khai phóng, đó là tập trung vào người học, trao quyền cho người học. Cái người học này không những có cái kiến thức rộng nhưng mà còn có đủ cái nền tảng của chuyên sâu. Học đi đôi với hành. Và một cái nữa mới, đó là trí tuệ cảm xúc quan trọng như kiến thức. Một khi mà con robot xuất hiện, chúng ta sẽ làm việc chung với nó. Lúc đó nó sẽ thay đổi cả cái mối quan hệ giữa con người và con người.
Lúc đấy người nào có khả năng kiểm soát trí tuệ cảm xúc, tại vì con robot nó không có biết giận, mình giận nó chứ nó không có giận lại mình. Cho nên người nào có trí tuệ cảm xúc giỏi, người đó sẽ có khả năng thích nghi với cái môi trường trong tương lai.